Hà Nội Bike Shop, địa chỉ tin cậy cho mọi thứ bạn cần trên chiếc xe đạp. Truy cập hanoibike.net để được đặt hàng với giá tốt nhất. Đấy, nghe ra. Tiếng kêu rất là phê, rất là mát luôn. Đấy, gần đây là văng, cái độ văng rất là mát, rất là phê luôn. Nếu như các cô, các chú, các anh chị thích kiểu dáng của Pirandello F14 nhưng lại không thích đi tay công, thích đi tay ngang thì Hà Nội Bike cũng có thể làm được cho anh chị. Thì đây là một con xe dựng cho một chị gái, là anh này thì anh mua hai con rồi. Thì là anh mua con này cho vợ và chồng thì sẽ đi tay công. Con tay công thì em sẽ quay lên sau cho mọi người. Thì đây lên trước tay ngang cho mọi người nhé. Hà Nội Bike thì dựng rất là nhiều xe đạp lên, anh em khỏi phải lăn tăn là dựng có ngon không, chất lượng ra sao. Thì đương nhiên toàn là người quen chơi mua và dùng ok, ổn định thì giới thiệu cho Hà Nội Bike. Hà Nội Bike giáp nói chung là anh em có thể yên tâm tuyệt đối rồi. Thì con Pirandello F14 này thì build cấu hình cũng khá là cao cho anh trai. Đầu tiên là cái khung của nó là dòng khung Pirandello F14, thì anh chị nhìn này rất là đẹp luôn. Toàn bộ là dây đi âm sườn hết này. Đi đây, bởi vì nó đây đi tay ngang nên không có cách nào bắt buộc, vẫn phải có lòi một chút dây đây, nó không giống tay công. Thì đây là mình sẽ dùng một cái bộ chuyển đổi riêng là đi dây ngoài và trong nhá. Đấy, chuyên cho tay ngang này. Bởi vì khách đi tay ngang, khách không thích cúi quá đây nên em sẽ dùng cái dinh cho khách, là vẫn lên vài dinh cho nó cao để khách đỡ cúi. Sau này không thích thì hạ sau. Con này thì là em build cho khách toàn bộ full group là 105 7170 nhá mọi người nhá. Group này là toàn bộ em build cho khách toàn bộ là group 105R7000 này. Đấy, con này thì là bao gồm tay bấm xả này, là tay bấm xả của Shimano RS700 này. Con tay bấm giả này 2 đĩa 11 níp nhá. Kết hợp phanh dầu này Shimano UR600. Tay dầu này chuyên cho xe road. Và ghi đông thì em sẽ sử dụng cho khách là ghi đông cành én hơi vảnh lên một chút xíu để đi nó đỡ bị cúi. Ghi đông carbon này của Edward này. Đấy, tay nắm này, tay nắm SRAM này. Tay nắm này thì rất là êm nhá. Rất là êm, và đương nhiên đi tay cong thì chúng ta cầm này nó mới thật tay này. Đấy. Bô tăng thì sử dụng bô tăng carbon của Wakako. Con này thì em lên cho khách vành bánh là bản cao 5 phân của Campalolo W2. Con vành bánh này thì khá là bền và rất là ngon luôn, rất là trớn luôn nhé. Đấy, xăm lốp sử dụng lốp Continental Ultra Sport 700x25C này. Đấy. Đùi đĩa con này sử dụng đùi đĩa Shimano 105R7000 và từ 50 nữ đi, mà em sẽ đi cho khách là cái thông số đĩa này đi nó sẽ dễ chịu, dễ hợp lý hơn. Đấy, gạt sang đĩa là Shimano 105R7000. Cụ đề sau cũng 105R7000, níp và xích đương nhiên vẫn là Shimano 105R7000 rồi. Con vành bánh này thì em sẽ quay thử cho các anh chị nghe thử tiếng kêu của vành bánh nhá. Em sẽ quay thử cho mọi người nghe xem tiếng vành bánh kêu có đã không nhá. Đấy, nghe ra. Tiếng kêu rất là phê, rất là mát luôn. Đấy, gần đây là văng, cái độ văng rất là mát, rất là phê luôn. Cái cặp bánh này thì là đùm của nó là đùm cun nhá. Con đùm này thì tuy nó không phải ceramic nhưng nó không thua kém gì đùm ceramic, rất là trớn luôn. Rất là trớn luôn, không thua kém gì đùm ceramic. Và em lên cho khách quả yên 3D này, đặt chót này. Con yên này thì rất là đẹp, thiết kế kiểu rất là xịn sò và độ lên đèn cho khách luôn. Rất nhiều khách thích cái đèn này nha. Đèn này thì nó lắp ở đằng sau yên, rất là đẹp, có tầm khoảng 200 ngàn thôi. Nhưng rất là thông minh, khi chúng ta phanh này nó sẽ đỏ đèn này. Đấy, bình thường nó sẽ chớp này, và nó thiết kế rất là thông minh, rất là đẹp đó. Và con xe này thì lên hoàn thiện cho chị gái này, thì cảm ơn chị gái và anh trai đã ủng hộ Hà Nội Bike. Hà Nội Bike build cho anh em để mọi người khỏi viên lo lắng về vấn đề gì. Trong đây đều có dây chống va đập khung rất là xịn sò luôn, nên chúng ta có thể yên tâm đi nhá. Và xe này thì đóng cho khách hàng nên em không lắp bê đan đâu, thì bê đan sẽ lắp sau. Thì con này phải nói là trọng lượng rất là nhẹ, lên này tầm khoảng 8 cân nha anh em nhá. Đấy, anh em nào có nhu cầu view xe thì có thể tham khảo và ủng hộ em Lương Hà Nội Bike. Có rất là nhiều màu cho mọi người lựa chọn. Màu đỏ đen này thì là một trong những cái màu bán chạy nhất của Pinarello và rất là nhiều người lựa chọn. Cá nhân em rất là thích. Anh chị thấy sao về mẫu xe này? Hãy để lại bình luận của mình bên dưới. Xin cảm ơn mọi người nha.